những tình huống hài hước ngây thơ của con trẻ khiến người lớn bật ngửa phần 20. Ông tía đứng trên bờ cầm điện thoại sống ảo. Hay lắm con trai, đưa tay cho ta. Dạ cái kết. Ông nhỏ trên xô ông phát, ông cắm đầu xuống hồ. Ê, bảo vệ điện thoại, nó ướt thì lấy hình đâu mà cuốn Facebook hả con trai? Tiếp theo, công tú bong bóng nhí nhảnh bên bờ hồ. Ông tía hú dí lao theo á thì ổng đi ba te cái bèo, mé một xíu hai cha con ôm nhau tắm sông. Hên bà độ hơi dơn xíu thôi. Mặt bả kiểu, ủa biết gì đâu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tinh Ba Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào!